Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thơ Ngọc Anime. Anh em thấy đó, hầu hết khi chúng ta dõi theo hành trình của một nhân vật chính nào đó, thì điều mà ta thấy chính là hiện tại thay vì quá khứ của họ. Chính vì vậy, đôi khi những nhân vật chính hạnh phúc ở hiện tại lại có một quá khứ không thể tin nổi. Hôm nay hãy cùng với Thơ Ngọc Anime đến ngay với Top 7 Anime có main trông hạnh phúc nhưng thực ra lại có quá khứ đen tối. Và sau khi xem xong Top 7 Anime bên dưới thì đừng quên để lại một like và bình luận xem bộ anime nào đã để lại cho bạn nhiều ấn tượng nhất cho mình và mọi người cùng biết nhé. 7. Tabu Tattoo, thể loại hành động huyền bí, hài hước, siêu sức mạnh, siêu nhiên võ thuật Seinen. Seigi, một học sinh trung học giỏi võ thuật, thường hay ra tay giúp đỡ cho những người yếu hơn xung quanh mình. Một hôm, cậu bảo vệ một người vô gia cư khỏi đám côn đồ. Người đàn ông ấy tặng cho cậu một hình xăm lạ trên lòng bàn tay để đền đáp. Hình xăm này chính là một vũ khí bí mật được sản xuất trong cuộc chạy đua vũ trang giữa Mỹ và Vương quốc Serenistan. Seigi bị dính vào một mớ rắc rối khi một cô gái khá mạnh sử dụng cũng chính vũ khí bí mật đó, dùng vũ lực để đuổi theo cậu nhằm thu hồi cái hình xăm đó. Kỹ năng võ thuật không đủ để giữ mạng cho cậu, nhưng liệu rằng cậu ta có thể học được cách kích hoạt sức mạnh từ hình xăm đó kịp lúc hay không? 6. Bento, thể loại hành động drama viễn tưởng Seinen Space. Siêu thị là một tòa nhà quan trọng ở bất kỳ thành phố nào vì chúng cung cấp một cách thuận tiện để mua nhiều loại thực phẩm trong một môi trường an toàn, thân thiện với gia đình. Tuy nhiên, sự yên bình của những cửa hàng này thay đổi trong chớp mắt một khi các hộp bento chưa bán được ở ban ngày nhưng được giảm giá hàng đêm. Chiến tranh nổ ra và bạn bè trở thành kẻ thù khi mỗi người chiến đấu vì bữa tối. Không có bất kỳ người nào trong các siêu thị này, chỉ có sói hoặc chó, người thắng và kẻ thua. Học sinh trung học Yao Sato được giới thiệu về những trận chiến này sau khi vô tình vấp vào vùng chiến sự. Nhưng thay vì chọn cách tránh những trận đánh đêm này, ngược lại anh ta lại muốn tham gia. Sau khi thấy Sato thiếu đi kỹ năng chiến đấu, học sinh lớp trên và Wolf Sen Yarizui mời anh và Hana Oshiroi, một cô gái thích xem những cuộc cãi lộn, tham gia câu lạc bộ những người yêu thích thực phẩm nửa giá của mình, để cho họ thấy sự khác biệt giữa chó và sói. Cùng nhau họ tìm hiểu ý nghĩa thực sự của việc đấu tranh cho thức ăn. 5. Tale of the Abyss, thể loại phiêu lưu drama fantasy. Thế giới của Aldrand bị ràng buộc bởi score, điểm, một loạt các lời tiên tri từ nhiều thế kỷ đã quyết định tương lai của thế giới. Nó được coi là một số phận tuyệt đối mà tất cả mọi người sống phải làm theo, ngay cả có những người phải hành động dẫn đến đổ máu và nước mắt. Sử dụng các khả năng ma thuật được gọi là Phonic Arts, một cuộc chiến giữa quốc gia Kim Laska, Lanvadir và đế chế Markert được tiến hành với hy vọng mang lại một cuộc sống với những điều không tưởng thông qua score. Tales of the Abyss kể về Lark von Fabre, người bị nhốt trong trang viên của mình sau khi bị bắt cóc và mất đi ký ức khi còn nhỏ. Ngày nọ, trong khi mài giũa kiếm thuật của mình, một người phụ nữ có tên Tyr cố gắng ám sát chủ nhân của mình. Lark đã bảo vệ anh ta, nhưng cuộc đụng độ khiến cả hai bị dịch chuyển đến một vùng đất xa xôi. Hành trình trở lại của Lark và Tyr nhanh chóng biến thành một nhiệm vụ sẽ giải phóng thế giới khỏi chuỗi của Score hoặc thế giới bị phá hủy hoàn toàn. 4. Okiku Furi Kabute, thể loại hài hước seinen thể thao. Ren Mihachi là át chủ bài của đội bóng chày của trường trung học cơ sở của anh ấy. Nhưng do ném bóng kém, họ không bao giờ có thể giành chiến thắng. Những trận thua liên tục cuối cùng dẫn đến việc đồng đội bắt nạt anh ta và đến mức đồng đội của anh ta không còn cố gắng giành chiến thắng, khiến Mihachi tốt nghiệp với sự tổn thương không hề nhỏ. Do đó, Mihachi quyết định đến một trường trung học ở một tỉnh khác, nơi anh ấy không có ý định chơi bóng chày. Thật không may, khi đến trường Nishiura 2, anh ta đã bị lôi kéo tham gia vào đội mới của họ với tư cách là người ném bóng. Mặc dù lúc đầu không muốn, Mihachi nhận ra rằng đây là nơi mà anh sẽ được chấp nhận vì con người của mình. Với sự giúp đỡ từ catcher Takaya Abe, anh bắt đầu tự tin hơn vào khả năng của chính mình. Abe nhìn thấy tiềm năng ở Mihachi
biến nó thành mục tiêu giúp anh ấy trở thành một tay ném xứng đáng được gọi là con át chủ bài. Ba, Fullmetal Alchemist Brotherhood, giả kim thuật sư, thể loại hành động quân sự phiêu lưu hài hước drama phép thuật fantasy shonen. Để có được thứ gì đó, phải mất đi thứ gì đó có giá trị tương đương. Giả kim thuật bị ràng buộc bởi thuật trao đổi tương đương này, điều mà hai anh em trẻ Edward và Alphonse Eric chỉ nhận ra khi họ cố gắng biến đổi con người, một hành vi bị cấm của giả kim thuật. Họ phải trả giá đắt cho sự vi phạm của mình. Edward mất đi chân trái, Alphonse mất đi cơ thể vật lý của anh ta. Phải bằng sự hy sinh tuyệt vọng cánh tay của Edward, anh ta mới có thể gắn lại linh hồn của Alphonse vào một bộ áo giáp. Bị tàn phá và đơn độc, hy vọng rằng cả hai cuối cùng sẽ quay trở lại cơ thể ban đầu của mình, mang lại cho Edward sự cố gắng để tạo ra được chân tay kim loại được gọi là Automail và trở thành nhà giả kim Fullmetal. 3 năm tìm kiếm sau đó, hai anh em tìm kiếm hòn đá chia ra, một di tích thần thoại cho phép một nhà giả kim vượt qua luật trao đổi tương đương. Ngay cả với các đồng minh quân sự là đại tá Roy Mustang, trung úy Riza Hockey và trung tá Mayes Hodges đứng về phía họ, hai anh em cũng bị cuốn vào một âm mưu dẫn đến với họ bây giờ không chỉ có bản chất thực sự của hòn đá chia ra khó nắm bắt, mà cả đất nước của họ cũng vậy. Trong khi tìm kiếm một kẻ giết người hàng loạt và chạy đua với thời gian, Edward và Alphonse phải tự hỏi liệu những gì họ đang làm sẽ khiến cho họ trở lại thành người hay lấy đi nhân tính của họ. Hai, Shigatsu wa Kimi no Uso, thể loại drama âm nhạc lãng mạn học đường shonen. Kosei Arima là một thần đồng piano và là nghệ sĩ piano trẻ tuổi nhất từng chiến thắng cuộc thi Saki. Những năm sau khi mẹ cậu, Saki Arima qua đời, Kosei rơi vào vòng xoáy đi xuống. Cậu ấy không thể nghe thấy tiếng đàn piano của chính mình. Hai năm sau, Kosei vẫn tránh xa cây đàn piano, bỏ lại những người hâm mộ và cả những đối thủ của mình, và sống một cuộc đời vô vị, không sắc màu cùng với những người bạn Tsubaki Sawabe và Ryota Watari. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi cậu vô tình gặp một nghệ sĩ violin xinh đẹp, Kaori Miyazuno, người khuấy động thế giới của anh ta và đưa anh vào cuộc hành trình đối mặt với âm nhạc một lần nữa. Dựa trên bộ truyện tranh cùng tên, Shigatsu wa Kimi no Uso tiếp cận câu chuyện về sự hồi phục của Kosei khi anh phát hiện ra rằng âm nhạc còn hơn cả việc chơi từng nốt một cách hoàn hảo và một giai điệu duy nhất có thể mang đến không khí mùa xuân tươi mát của tháng 4. Một, Ansatsu Kyoshisu, thể loại hành động hài hước học đường shonen. Bạn phải làm gì nếu một ngày kia, khi đang ngồi trong lớp học, một con bạch tuộc với nước da vàng bóng bước vào lớp và nói: "Từ bây giờ tôi sẽ là thầy của các em. Nhiệm vụ của các em từ bây giờ đến hết năm học là giết tôi. Nếu không, tôi sẽ cho nổ tung trái đất." Các học sinh lớp 3E có một nhiệm vụ là ám sát giáo viên của họ trước khi tốt nghiệp. Ông ta đã phá hủy mặt trăng và hứa hẹn rằng trong một năm, nếu không ai giết được mình, ông ta sẽ hủy diệt luôn cả trái đất. Nhưng làm sao mà cái lớp học chỉ toàn những học sinh không thích nghi được với ngoại cảnh này có thể giết được một con quái vật xúc tu có khả năng đạt tới tốc độ 20 Mach, người mà rất có thể là giáo viên giỏi nhất mà họ từng có. Được truyền thể từ bộ truyện tranh hài hước của Yusei Matsui, Ansatsu Kyoshisu kể về câu chuyện về những học sinh cấp 2 này khi mà họ trau dồi kỹ năng ám sát và trưởng thành để chống lại hệ thống trường học áp bức, vấn đề cuộc sống của chính họ và Koro Sensei mỗi ngày.
Trên đây là top 7 anime có main trông hạnh phúc nhưng thực ra lại có quá khứ đen tối mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết rồi, các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngập Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các anime tương tự nhé. Thêm về đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe Thỏ Ngập Anime ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn, bye bye!